Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 51, phẩm Như Lai xuất hiện thứ 37. Tướng âm thanh của Như Lai xuất hiện. Phật tử, Đại Bồ Tát phải làm thế nào biết được âm thanh của Như Lai ứng chánh đẳng giác? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị Phật tử, Đại Bồ Tát phải làm thế nào biết được âm thanh của Như Lai ứng chánh đẳng giác? Bây giờ tôi sẽ nói rõ với các vị. Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết âm thanh Như Lai đến khắp tất cả, vì khắp cùng vô lượng các âm thanh, phải biết âm thanh Như Lai, tùy tâm ưa thích của chúng sinh đều khiến cho hoan hỷ. Vì thuyết pháp thấu rõ, phải biết âm thanh Như Lai tùy theo sự tin hiểu của chúng sinh đều khiến cho hoan hỷ, vì tâm được mát mẻ. Phải biết âm thanh Như Lai giáo hóa chẳng thất thời, vì người đáng được nghe, thầy đều được nghe. Phải biết âm thanh Như Lai không sinh diệt, vì như tiếng ứng vang. Phải biết âm thanh Như Lai không có chủ, vì tu tập tất cả nghiệp sinh khởi. Phải biết âm thanh Như Lai thâm sâu, vì khó có thể độ lượng. Phải biết âm thanh Như Lai không tà khúc, vì pháp giới sinh ra. Phải biết âm thanh Như Lai không đoạn tuyệt, vì vào khắp pháp giới. Phải biết âm thanh Như Lai không biến đổi, vì đến nơi rốt ráo. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát, các vị phải biết âm thanh Như Lai đến khắp tất cả âm thanh, vì khắp cùng vô lượng các âm thanh, tất cả âm thanh đều bao quát ở trong âm thanh của Như Lai. Phải biết âm thanh Như Lai tùy thuận tâm ưa thích của tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ đắc được sự hoan hỷ, vì thuyết tất cả pháp thấu suốt rõ ràng. Phải biết âm thanh Như Lai tùy thuận theo sự tin hiểu của tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ hoan hỷ, vì trong tâm đắc được mát mẻ. Phải biết âm thanh Như Lai chỉ chúng sinh đáng được giáo hóa, thì liền đến giáo hóa chẳng lỗi thời. Vì những người đáng được nghe pháp, thầy đều được nghe Phật pháp. Phải biết âm thanh Như Lai chẳng có tánh sinh diệt, vì như tiếng ứng vang. Phải biết âm thanh Như Lai chẳng có chủ tà, vì thuở xưa tụ tập tất cả nghiệp lành sinh khởi. Phải biết âm thanh Như Lai thâm sâu không thể dò lường, rốt ráo sâu rộng bao nhiêu, lớn bao nhiêu, vì chẳng có cách gì có thể độ lượng được. Phải biết âm thanh Như Lai không tà khúc, lời nói ra đều là chánh tri chánh kiến, chẳng có tà tri tà kiến, vì âm thanh Như Lai từ pháp giới sinh ra. Phải biết âm thanh Như Lai vĩnh viễn không đoạn tuyệt, vì tận hư không khắp pháp giới đều có âm thanh của Như Lai. Phải biết âm thanh Như Lai không khi nào biến đổi, vì đến nơi rốt ráo. Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết âm thanh Như Lai chẳng có lượng, chẳng vô lượng, chẳng có chủ, chẳng vô chủ, chẳng có thị, chẳng vô thị. Tại sao? Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát, các vị phải biết âm thanh Như Lai chẳng phải có lượng, cũng chẳng phải vô lượng, chẳng phải có chủ, cũng chẳng phải vô chủ, chẳng phải có thị, cũng chẳng phải vô thị. Tại sao vậy? Phật tử, ví như khi thế giới sắp hoại, chẳng có chủ, chẳng tạo tác, tự nhiên phát ra bốn thứ âm thanh. Những gì là bốn? Một là, các vị nên biết, sơ thiền an lạc, lìa các dục ác, vượt khỏi dục giới. Chúng sinh nghe rồi tự nhiên đắc được thành tựu sơ thiền, xả thân dục giới, sinh về cõi Phạm Thiên. Thứ hai, các vị nên biết, nhị thiền an lạc, không giác không quán, vượt qua cõi Phạm Thiên. Chúng sinh nghe rồi tự nhiên được thành tựu nhị thiền, xả thân Phạm Thiên, sinh về cõi trời Quang Âm. Thứ ba, các vị nên biết, tam thiền an lạc, không có lỗi lầm, vượt qua cõi trời Quang Âm. Chúng sinh nghe rồi tự nhiên được thành tựu tam thiền, xả thân trời Quang Âm, sinh về cõi trời biến tịnh. Bốn là, các vị nên biết, tứ thiền tịch tịnh, vượt qua cõi trời biến tịnh. Chúng sinh nghe rồi tự nhiên được thành tựu tứ thiền, xả thân trời biến tịnh, sinh về cõi trời quảng quả. Đó là bốn. Phật tử, các âm thanh đó không có chủ, không tạo tác, do từ sức các nghiệp lành của chúng sinh mà sinh ra. Các vị Phật tử, ví như khi thế giới sắp hoại, chẳng có chủ tể, chẳng có tạo tác, trên bài thể của pháp là phải như vậy mà phát ra bốn thứ âm thanh. Những gì là bốn thứ âm thanh? Âm thanh thứ nhất tự nhiên nói rằng, các vị nên biết, cõi trời sơ thiền, trời phạm chúng, trời phạm phủ, trời phạm thiên của sắc giới là nơi rất an lạc, chẳng có tai nạn, đã để khỏi tất cả mọi dục ác, chẳng còn tham tài sắc danh ăn và ngủ năm dục. Vượt qua sự an lạc của sáu cõi trời dục giới, tứ thiên vương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đâu xuất, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Chúng sinh nghe lời đó rồi, tự nhiên đắc được thành tựu cảnh giới sơ thiền, xả bỏ thân thể của dục giới, sinh về cõi Phạm Thiên, đắc được thân thể thanh tịnh. Âm thanh thứ hai tự nhiên nói, các vị nên biết, trời nhị thiền, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm của sắc giới an lạc hơn so với trời sơ thiền, nơi đó không giác không quán, vượt qua cảnh giới cõi Phạm Thiên.
Chúng sinh nghe lời đó rồi tự nhiên được thành tựu cảnh giới nhị thiền, xả bỏ thân thể phạm thiên sinh về cõi trời Quang Âm. Âm thanh thứ ba tự nhiên nói: các ông nên biết trời tam thiền, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh an lạc hơn so với trời nhị thiền, chẳng có mọi sự lỗi lầm, an lạc vượt qua cõi trời Quang Âm. Chúng sinh nghe lời rồi tự nhiên được thành tựu cảnh giới tam thiền, xả bỏ thân thể trời Quang Âm sinh về cõi trời biến tịnh. Âm thanh thứ tư tự nhiên nói rằng: các ông nên biết trời tứ thiền, trời phước sinh, trời phước ái, trời quảng quả rất là tịch tịnh, an lạc hơn so với cõi trời biến tịnh. Chúng sinh nghe lời đó rồi tự nhiên được thành tựu cảnh giới tứ thiền, xả bỏ thân thể trời biến tịnh sinh về cõi trời quảng quả. Đó là bốn thứ âm thanh tự nhiên phát sinh. Các vị Phật tử, các âm thanh đó chẳng có chủ tể, chẳng có tạo tác, nhưng do từ sức các nghiệp lành của chúng sinh mà sinh ra. Phật tử, âm thanh Như Lai cũng là như thế, chẳng có chủ, chẳng tạo tác, chẳng có phân biệt, chẳng vào chẳng ra, do từ sức pháp công đức của Như Lai sinh ra bốn thứ âm thanh rộng lớn. Những gì là bốn? Một là, các vị nên biết, tất cả các hành đều là khổ, đó là khổ địa ngục, khổ súc sinh, khổ ngạ quỷ, khổ không phước đức, khổ chấp cái ta và của ta, khổ làm các hạnh ác. Muốn sinh về cõi trời người nên trồng căn lành, sinh trong trời người, lìa nơi các nạn. Chúng sinh nghe rồi xả lìa điên đảo, tu các hạnh lành, lìa khỏi nơi các nạn, sinh về cõi trời người. Hai là, các vị nên biết tất cả các hạnh, các khổ thiêu đốt như hòn sắt nóng, các hành vô thường là pháp diệt mất, niết bàn tịch tính, vô vi an lạc, xa lìa thiêu đốt, tiêu các nhiệt não. Chúng sinh nghe rồi sinh tu pháp lành, nơi thanh văn thừa được tùy thuận âm thanh nhẫn. Các vị Phật tử, âm thanh của Như Lai cũng là như thế, chẳng có chủ tể, chẳng có tạo tác, chẳng có sự phân biệt, chẳng phải vào, chẳng phải ra. Do từ sức pháp công đức của Như Lai tự nhiên sinh ra bốn thứ âm thanh rộng lớn này. Những gì là bốn thứ âm thanh này? Âm thanh thứ nhất tự nhiên nói: các vị nên biết tất cả các hành, tất cả hành vi tạo nghiệp đều là quả khổ. Tạo nghiệp địa ngục cũng phải thọ quả khổ, tạo nghiệp ngạ quỷ cũng phải thọ quả khổ, tạo nghiệp súc sinh cũng phải thọ quả khổ. Chẳng có phước đức cũng là khổ, chấp vào cái ta mà sinh ra của ta cũng là khổ, có chấp cái ta thì có chấp pháp cũng là khổ, làm tất cả hạnh ác cũng là khổ. Nếu muốn sinh về cõi nhân gian làm người, hoặc muốn sinh về cõi trời, thì phải trồng nhiều căn lành, trồng nhiều công đức, sinh trong trời người, lìa khỏi nơi các nạn. Chúng sinh nghe rồi xả lìa điên đảo, tu hành các hạnh lành, sinh về cõi trời người. Âm thanh thứ hai tự nhiên nói: các vị nên biết tất cả các hạnh, các khổ như lửa dữ, thiếu đốt thần chẳng được tự tại, giống như hòn sắt nóng. Phải biết các hành vô thường là pháp diệt mất, niết bàn mới là nơi tịch tĩnh an vui, vô vi an lạc, xa lìa tất cả khổ thiêu đốt, tiêu diệt các nhiệt não. Chúng sinh nghe rồi sinh tu pháp lành, nơi thanh văn thừa được tùy thuận tâm thành nhẫn, được tùy thuận âm thanh nhẫn. Ba là, các vị nên biết bởi thanh văn thừa do người khác mà được ngộ hiểu, trí huệ hẹp kém, lại có thừa cao hơn gọi là độc giác thừa, chẳng do thầy mà tự ngộ, các vị nên học. Người yêu thích đạo thù thắng nghe lời đó rồi xả bỏ đạo thanh văn, tu độc giác thừa. Bốn là, các vị nên biết vượt qua bậc nhị thừa lại có đạo thù thắng gọi là đại thừa. Bồ Tát tu hành thuận sáu ba la mật, chẳng dứt Bồ Tát hạnh, chẳng xả bỏ tâm Bồ Đề nơi vô lượng sinh tử mà chẳng nhàm chán, vượt qua nhị thừa gọi là đại thừa, đệ nhất thừa, thắng thừa, tối thắng thừa, thượng thừa, vô thượng thừa, thừa lợi ích tất cả chúng sinh. Nếu có chúng sinh tin hiểu rộng lớn, các căn dũng mãnh lanh lợi, xưa đã trồng căn lành, nhờ phước lực của các Như Lai gia trì, có thể nguyện thủ thắng, mong cầu quả Phật, nghe lời đó rồi phát Bồ Đề tâm. Âm thanh thứ ba tự nhiên nói: các vị nên biết, bậc thanh văn thừa do lời người khác nói mà được ngộ hiểu, đắc được trí huệ hẹp kém, lại có thừa cao hơn gọi là độc giác thừa. Các ngài tự mình khai ngộ, mùa xuân xem trăm hoa đua nở, mùa thu quán lá vàng rơi, biết tất cả vạn sự vạn vật đều là vô thường, là pháp sinh diệt, nên chẳng do thầy dạy mà ngộ đạo. Lúc có Phật ra đời, tu quán pháp 12 nhân duyên mà ngộ đạo, gọi là duyên giác. Các vị nên học tập duyên giác thừa. Người yêu thích thắng đạo nghe lời đó rồi xả bỏ đạo thanh văn, tu tập độc giác thừa. Âm thanh thứ tư tự nhiên nói: các vị nên biết vượt qua bậc nhị thừa, thanh văn và duyên giác, lại có đạo thù thắng gọi là đại thừa. Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo sáu ba la mật,
Đức cũng gọi là lục độ, tu đến lúc thanh tịnh viên mãn đến được bờ kia, vĩnh viễn chẳng dứt Bồ Tát hạnh, chẳng xả bỏ tâm Bồ Đề, trải qua vô lượng sinh tử mà chẳng nhàm chán sinh tử. Tóm lại là trở lại con thuyền từ bi, thượng nguyện trở lại ở trong sáu nẻo độ chúng sinh đáng được độ. Như Bồ Tát Địa Tạng có thể nguyện rằng chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Lại nói địa ngục chẳng không thể không thành Phật, tư tưởng vượt qua hàng nhị thừa, cho nên gọi là đại thừa, là đệ nhất thừa, là thắng thừa, là tối thắng thừa, là thượng thừa, là vô thượng thừa, là lợi ích tất cả chúng sinh thừa. Nếu có chúng sinh tin hiểu rộng lớn các căn dũng mãnh lanh lợi xưa đã trồng căn lành, nhờ phước lực của mười phương chư Phật gia trì, có thể nguyện thù thắng, mong cầu quả Phật, nghe lời đó rồi liền phát Bồ Đề tâm. Phật tử, âm thanh Như Lai chẳng từ thân ra, chẳng từ tâm ra, mà hay lợi ích vô lượng chúng sinh. Phật tử, đó là tướng âm thanh thứ nhất của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Các vị Phật tử, âm thanh của Như Lai chẳng từ thân ra, cũng chẳng từ tâm ra, từ tận hư không khắp pháp giới, thường thường tại tại, mà hay lợi ích vô lượng chúng sinh. Các vị Phật tử, đó là tiếng âm thanh thứ nhất của Như Lai, các vị đại Bồ Tát nên biết đạo lý cảnh giới như vậy. Lại nữa, Phật tử, ý như tiếng vang do trong hàng núi và âm thanh khởi lên, không có hình trạng, không thể thấy được, cũng không có sự phân biệt, mà hay tùy theo tất cả tiếng nói, âm thanh Như Lai cũng là như thế, không có hình trạng, không thể thấy được, chẳng có phương sở, chẳng phải không có phương sở, nhưng tùy theo nhân duyên mong muốn hiểu biết của chúng sinh mà phát ra. Tánh của âm thanh rốt ráo, không lời, không chỉ bày, không thể tuyên nói. Phật tử, đó là tướng thứ hai, âm thanh của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như tiếng vang do trong hàng núi và âm thanh khởi lên, âm thanh đó không có hình trạng, không thể thấy được, cũng không có sự phân biệt, mà tiếng vang đó hay tùy theo tất cả tiếng nói mà có sự phản ứng. Ở trong hang động bên này nói lên một câu, thì ở trong hang động bên kia đáp ứng một câu, âm thanh Như Lai cũng là như thế, không có hình trạng, không thể thấy được, chẳng có phương sở, chẳng phải không có phương sở, nhưng tùy theo nhân duyên mong muốn hiểu biết của chúng sinh mà phát ra. Tánh của âm thanh rốt ráo, không lời nói, không chỉ bày, không thể nói nó là như vậy. Các vị Phật tử, đó là tướng âm thanh thứ hai của Như Lai, các vị đại Bồ Tát nên biết đạo lý cảnh giới như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như chư thiên có chống pháp lớn gọi là giác ngộ, nếu lúc chư thiên tử hành phóng dật thì ở trong hư không vang ra âm thanh nói, các ông nên biết tất cả dục lạc đều là vô thường, hư vọng điên đảo, trong khoảnh khắc sẽ biến hoại, chỉ kẻ của ngu mới tham luyến, các ông chớ phóng dật, nếu phóng dật thì sẽ đọa vào các cõi ác, sau hối hận không kịp nữa. Chư thiên phóng dật nghe tiếng đó rồi sinh tâm lo sợ, xả bỏ hết thảy dục lạc trong cung điện của mình, đến chỗ thiên chủ cầu pháp hành đạo. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như chư thiên có trống pháp lớn gọi là giác ngộ, trống đó chẳng đánh mà tự kêu, diệu không thể tả. Nếu lúc chư thiên tử và chư thiên nữ không giữ quy củ ở trên trời là tọa thiền tu định ở trên trời, thì trống trời ở trong hư không tự động phát ra âm thanh cảnh báo chư thiên tử và chư thiên nữ nói, các vị nên biết tất cả dục lạc không thể tham luyến đều là vô thường, chẳng phải rốt ráo. Tứ dục lạc đó khiến cho các vị mất đi giới lực, định lực, huệ lực. Dục lạc đó là hư vọng chẳng thật, khiến cho các vị điên điên đảo đảo. Dục lạc đó trong khoảnh khắc sẽ biến hoại. Chỉ có kẻ lường gạt chẳng có trí huệ mới tham trước khoái lạc vô thường. Các vị nên biết khoái lạc phóng dật chẳng phải là khoái lạc rốt ráo. Người ngu si mới hoan hỉ hành vi như vậy. Người có trí huệ thì xa lìa hành vi như vậy. Các vị thiên tử đừng có phóng dật, nếu tham trước khoái lạc hư vọng điên đảo đó thì tương lai sẽ đọa vào trong ba đường ác, đợi khi đến địa ngục rồi mới biết phóng dật là không đúng, thì sau này hối hận không còn kịp nữa. Chư thiên tử không giữ pháp luật trên trời, nghe tiếng trống trời nói rồi bèn giác ngộ, sinh tâm lo sợ, xả bỏ hết thảy dục lạc trong cung điện của mình, đến chỗ thiên chủ cầu pháp tu hành. Phật tử, tiếng trống trời đó không chủ, không tạo tác, không khởi không diệt, mà hay lợi ích vô lượng chúng sinh, nên biết Như Lai cũng là như thế. Vì muốn giác ngộ chúng sinh phóng dật mà phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp, đó là tiếng không chấp trước, tiếng không phóng dật, tiếng vô thường, tiếng khổ, tiếng vô ngã, tiếng bất tịnh, tiếng tịch diệt, tiếng niết bàn, tiếng trí tự nhiên không có hạn lượng, tiếng Bồ Tát hạnh không thể hoại,
Tiếng trí địa vô công dụng của Như Lai đến tất cả chỗ, dùng những tiếng đó trong khắp pháp giới để khai ngộ. Các vị Phật tử, tiếng trống trời đó chẳng có ai quản lý, chẳng có ai dạy, nói, chẳng khởi chẳng diệt, mà lúc nói pháp giáo hóa vô lượng chúng sinh, lợi ích vô lượng chúng sinh, nên biết Như Lai cũng là như thế. Vì muốn giác ngộ tất cả chúng sinh phóng dật mà phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp, đó là một tiếng không chấp trước khiến cho chúng sinh nghe được tiếng pháp đó thì không còn mọi sự chấp trước. Hai, tiếng không phóng dật khiến cho chúng sinh nghe được tiếng pháp đó thì không phóng dật mà giữ gìn quy củ. Ba, tiếng vô thường khiến cho chúng sinh nghe được tiếng pháp đó biết tất cả thế gian đều là vô thường. 4. Tiếng khổ khiến cho chúng sinh nghe được tiếng pháp đó biết tất cả thế gian đều là khổ. 5. Tiếng vô ngã khiến cho chúng sinh nghe được tiếng pháp đó biết tất cả thế gian đều là vô ngã. 6. Tiếng bất tịnh khiến cho chúng sinh nghe được tiếng pháp đó biết tu pháp thanh tịnh. 7. Tiếng tịch diệt khiến cho chúng sinh nghe được tiếng pháp đó biết tu pháp tịch diệt. 8. Tiếng niết bàn khiến cho chúng sinh nghe được tiếng pháp đó biết tu pháp đến bậc kia. 9. Tiếng trí tự nhiên không có hạn lượng khiến cho chúng sinh nghe được tiếng pháp đó chứng được trí huệ tự nhiên không có hạn lượng. 10. Tiếng Bồ Tát hạnh không thể hoại khiến cho chúng sinh nghe được tiếng pháp đó thì có thể tu Bồ Tát hạnh kiên cố như kim cang, bằng môn tả đạo không cách chi phá hoại được. 11. Tiếng bậc trí huệ vô công dụng của Như Lai đến tất cả chỗ. Như Lai dùng những tiếng diệu pháp đó tận hư không khắp pháp giới, đều khiến cho tất cả chúng sinh thảy đều khai ngộ đắc đại trí huệ. Vô số chúng sinh nghe những tiếng đó rồi đều sinh hoan hỷ, sinh tu pháp lành. Mỗi người đều ở nơi thừa của mình mà cầu xuất ly, đó là hoặc tu thanh văn thừa, hoặc tu độc giác thừa, hoặc tu Bồ Tát vô thượng đại thừa mà tiếng Như Lai chẳng trụ phương sở, không có lời nói. Phật tử, đó là tướng âm thanh thứ ba của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Vô số vô lượng chúng sinh nghe những tiếng đó rồi đều sinh tâm đại hoan hỷ, sinh tu tất cả pháp lành. Mỗi người đều ở nơi thừa của mình, tu pháp môn của mình mà cầu xuất ly, hoặc tu pháp môn thanh văn thừa, tức là khổ tập diệt đạo bốn đế, hoặc tu pháp môn độc giác thừa, hoặc tu Bồ Tát vô thượng đại thừa, mà tiếng Như Lai chẳng có phương hướng nhất định, chẳng có xứ sở nhất định, cũng chẳng có lời nói nhất định. Các vị Phật tử, đó là tiếng âm thanh thứ ba của Như Lai. Các vị Đại Bồ Tát nên biết cảnh giới đạo lý như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như tự tại thiên vương có thiền thể nữ tên là Thiện Khẩu. Ở trong miệng của Thiện Khẩu vang ra một âm thanh. Âm thanh đó liền hoạt động với trăm ngàn thứ nhạc. Trong mỗi tiếng nhạc lại có trăm ngàn thứ âm thanh khác nhau. Phật tử, một âm thanh từ trong miệng của nữ Thiện Khẩu vang ra vô lượng âm thanh như vậy, nên biết Như Lai cũng là như thế. Trong một âm thanh vang ra vô lượng âm thanh, tùy theo tâm ưa thích của các chúng sinh khác nhau, thảy đều đến khắp, đều khiến cho được giải thoát. Phật tử, đó là tướng âm thanh thứ tư của Như Lai, các vị Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như tự tại thiên vương có thiền thể nữ tên là Thiện Khẩu. Ở trong miệng của cô ta vang ra một thứ âm thanh, có diệu dụng, thiên biến vạn hóa, có thể hòa đồng với trăm ngàn thứ âm thanh, âm nhạc. Trong mỗi thứ âm nhạc lại có trăm ngàn thứ âm thanh khác nhau. Các vị Phật tử, một âm thanh từ trong miệng của nữ Thiện Khẩu có thể biến hóa ra vô lượng âm thanh khác nhau. Các vị nên biết âm thanh Như Lai cũng là như thế. Trong một thứ âm thanh có thể vang ra vô lượng vô biên âm thanh. Tùy theo tâm ưa thích của các chúng sinh khác nhau, thảy đều đến khắp cùng, đều khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được giải thoát. Do đó có câu, Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sinh tùy loài đều hiểu được. Các vị Phật tử, đó là tướng âm thanh thứ tư của Như Lai. Các vị Đại Bồ Tát nên biết cảnh giới đạo lý như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như Đại Phạm Thiên Vương ở tại Phạm Cung, vang ra tiếng Phạm, tất cả Phạm chúng thầy đều nghe được. Mà tiếng đó chẳng vang ra ngoài chúng, các chúng Phạm Thiên đều nghĩ rằng, Đại Phạm Thiên Vương chỉ nói với tôi, diệu âm của Như Lai cũng là như thế. Trong chúng hội đạo tràng thầy đều nghe được, mà âm thanh đó chẳng vang ra ngoài chúng. Tại sao? Vì người căn lành chưa thành thục không đáng được nghe. Người nghe được âm thanh đều nghĩ rằng Như Lai Thế Tôn chỉ vì tôi nói. Phật tử, âm thanh Như Lai không ra không trụ mà hay thành tựu tất cả sự nghiệp, đó là tướng âm thanh thứ năm của Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như Đại Phạm Thiên Vương ở trong cung điện thanh tịnh vang ra một thứ tiếng Phạm,
Âm thanh của chúng phạm thiên chẳng vượt ra ngoài chúng. Tóm lại, nơi nào chẳng có phạm chúng thì chẳng có âm thanh đó. Hết thảy chúng phạm thiên đều nghĩ rằng Đại Phạm Thiên Vương chỉ nói với tôi. Diệu âm thanh của Như Lai cũng là như thế. Đại chúng ở trong chúng hội đạo tràng thảy đều nghe được diệu âm thanh đó, mà diệu âm thanh thanh tịnh của Phật chẳng vang ra ngoài chúng hội. Tại sao vậy? Vì căn lành của chúng sinh được thành thục thì không đáng nghe được diệu âm thanh của Như Lai. Người nghe được diệu âm thanh của Như Lai đều nghĩ rằng Như Lai Thế Tôn chỉ vì tôi nói pháp. Các vị Phật tử, âm thanh Như Lai không ra không trụ mà hay thành tựu tất cả sự nghiệp, đó là tiếng âm thanh thứ năm của Như Lai. Các vị Đại Bồ Tát nên biết cảnh giới đạo lý như vậy. Lại nữa, Phật tử ví như nước đều đồng một vị. Tùy theo đồ chứa đựng khác nhau mà nước có sự khác nhau, nước chẳng suy nghĩ cũng chẳng có sự phân biệt. Âm thanh Như Lai cũng là như thế, chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Tùy theo tâm khí chúng sinh khác nhau nên có vô lượng sự khác nhau mà không suy nghĩ, không có sự phân biệt. Phật tử, đó là tướng âm thanh thứ sáu của Như Lai. Các Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử ví như nước đều đồng một vị. Tùy theo đồ chứa đựng khác nhau mà hình trạng của nước có sự khác nhau. Nước ở trong đồ chứa đựng hình tròn thì nước là hình tròn. Nước ở trong đồ chứa đựng hình vuông thì nước là hình vuông. Nước chẳng có sự suy nghĩ, cũng chẳng có sự phân biệt. Âm thanh của Như Lai cũng là như thế, chỉ có một vị, đó là vị giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh đã được giải thoát, trừ sạch tất cả phiền não, thành tựu Bồ Đề. Nhìn căn tánh của mỗi chúng sinh khác nhau, có chúng sinh thượng căn, có chúng sinh trung căn, có chúng sinh hạ căn. Tùy theo tâm khí chúng sinh khác nhau nên có vô lượng sự khác nhau, mà Như Lai chẳng có suy nghĩ, cũng chẳng có sự phân biệt. Các vị Phật tử, đó là tiếng âm thanh thứ sáu của Như Lai. Các vị Đại Bồ Tát nên biết cảnh giới đạo lý như vậy. Lại nữa, Phật tử ví như Long Vương Anabà Đạt Đa, nổi mê lớn dày đặc khắp cõi Diêm Phủ Đề. Khắp mưa xuống cam lồ, trăm thứ ngũ cốc lúa mạ đều được sinh trưởng, sông ngòi suối ao tất cả đều tràn đầy. Nước mưa lớn đó chẳng từ trong thân tâm Long Vương ra, mà hay lợi ích chúng sinh đủ thứ. Phật tử Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng lại như thế. Nổi mây đại bi khắp mười phương thế giới, khắp mưa xuống pháp vũ cam lồ vô thượng, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh hoan hỷ, tăng trưởng pháp lành đầy đủ các thừa. Phật tử, âm thanh Như Lai chẳng từ ngoài đến, chẳng từ trong ra, mà hay lợi ích tất cả chúng sinh, đó là tướng âm thanh thứ bảy của Như Lai. Các Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử ý như Long Vương Anabà Đạt Đa, vô nhiệt não, nổi mây lớn dày đặc khắp cõi Diêm Phủ Đề. Khắp mưa xuống nước cam lồ, trăm thứ ngũ cốc lúa mạ đều được lợi ích sinh trưởng, sông ngòi suối ao tất cả đều tràn đầy. Nước mưa lớn đó chẳng từ trong thân của Long Vương ra, cũng chẳng từ trong tâm của Long Vương ra, mà hay lợi ích chúng sinh đủ thứ. Các vị Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng là như thế. Nổi mây pháp đại bi khắp cùng mười phương thế giới, khắp mưa xuống pháp vũ cam lồ vô thượng, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh hoan hỷ, tăng trưởng tất cả pháp lành đầy đủ các thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Các vị Phật tử, âm thanh của Như Lai chẳng từ ngoài đến, chẳng từ trong ra, mà hay lợi ích tất cả chúng sinh, tận hư không khắp pháp giới, đều là âm thanh của Như Lai. Các vị Phật tử, đó là tướng âm thanh thứ bảy của Như Lai. Các vị Đại Bồ Tát nên biết cảnh giới đạo lý như vậy. Lại nữa, Phật tử ví như Long Vương Mana Tư, lúc sắp muốn mưa xuống nhưng chưa tiện mưa liền, trước hết nổi mây lớn che khắp hư không, ngưng đỉnh 7 ngày, đợi các chúng sinh làm xong công việc. Tại sao? Vì Đại Long Vương đó có tâm từ bi, không muốn làm não loạn các chúng sinh. Qua 7 ngày rồi, mưa nhỏ xuống, thấm nhuần khắp đại địa. Phật tử Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng lại như thế. Lúc sắp mưa pháp chưa tiện mưa liền, trước hết nổi mây pháp thành thục chúng sinh, vì muốn khiến cho tâm chúng sinh không sợ hãi, đợi họ thành thục rồi, sau đó các mưa xuống pháp vũ cam đồ diễn nói pháp lành vi diệu thâm sâu, lần lượt khiến cho họ đầy đủ pháp vị trí nhất thiết trí vô thượng của Như Lai. Phật tử, đó là tướng âm thanh thứ 8 của Như Lai. Các Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử ví như Long Vương Mana Tư, từ tâm lúc sắp muốn mưa xuống nhưng chưa tiện mưa liền, mà là trước hết nổi mây lớn che trộm đầy khắp hư không, ngưng đỉnh 7 ngày, đợi các chúng sinh làm xong công việc rồi mới mưa nhỏ xuống. Tại sao lại như vậy? Vì Đại Long Vương Mana Tư đó có tâm đại từ bi,
không muốn làm não loạn các chúng sinh, cho nên qua 7 ngày rồi mới mưa xuống thấm nhuận khắp đại địa, khiến cho vạn vật được sinh trưởng. Sự mưa xuống của Long Vương Manatu là mưa cấp thời, lượng mưa vừa đủ, không nhiều cũng không ít, tuyệt đối chẳng giống như mưa lớn khi thế giới sắp thành, cũng chẳng giống như mưa lớn khi thế giới sắp hoại. Các vị Phật tử như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng lại như thế. Lúc sắp mưa pháp chưa tiện, mưa pháp liệt, trước hết nổi mây pháp lớn thành thử tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh khi nghe pháp chẳng sinh tâm sợ hãi. Đợi khi căn cơ của họ thành thục rồi, sau đó các mưa xuống pháp vũ cam lồ, vì chúng sinh dễ nói pháp lành vi diệu thâm sâu, lần lượt khiến cho họ đầy đủ pháp vị trí nhất thiết trí vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử đó là tướng âm thanh thứ 8 của Như Lai. Các vị Đại Bồ Tát nên biết cảnh giới đạo lý như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như trong biển có Đại Long Vương tên là Đại Trang Nghiêm. Khi mưa xuống ở trong biển, hoặc mưa xuống 10 thứ mưa trang nghiêm, hoặc trăm hoặc ngàn, hoặc trăm ngàn thứ mưa trang nghiêm, Phật tử, nước chẳng có sự phân biệt, nhưng do sức lực Long Vương không thể nghĩ bàn, khiến cho trang nghiêm, cho đến có trăm ngàn vô lượng sự khác nhau. Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng lại như thế. Khi vì các chúng sinh thuyết pháp, thì hoặc dùng 10 thứ tiếng khác nhau nói, hoặc trăm hoặc ngàn, hoặc dùng trăm ngàn, hoặc dùng 84.000 âm thanh nói 84.000 hạnh, cho đến hoặc dùng vô lượng trăm ngàn ước na do tha âm thanh khác nhau để thuyết pháp, khiến cho người nghe đều sinh tâm hoan hỷ. Âm thanh Như Lai không có sự phân biệt, chỉ nhờ chư Phật nơi pháp giới thâm sâu viên mãn thanh tịnh, hay tùy theo căn cơ chúng sinh thích nghi mà phát ra đủ thứ tiếng nói đều khiến cho họ hoan hỷ. Phật tử, đó là tướng âm thanh thứ 9 của Như Lai. Các Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như trong biển có Đại Long Vương tên là Đại Trang Nghiêm. Khi mưa xuống ở trong biển, hoặc mưa xuống 10 thứ mưa trang nghiêm, hoặc trăm thứ mưa trang nghiêm, hoặc ngàn thứ mưa trang nghiêm, hoặc trăm ngàn thứ mưa trang nghiêm, các vị Phật tử, nước chẳng có sự phân biệt, nhưng do sức lực Long Vương không thể nghĩ bàn, khiến cho trang nghiêm, cho đến có trăm ngàn vô lượng sự khác nhau. Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng lại như thế. Khi Như Lai vì tất cả chúng sinh thuyết pháp, thì hoặc dùng 10 thứ tiếng khác nhau để nói pháp, hoặc trăm thứ âm thanh khác nhau để nói pháp, hoặc dùng ngàn thứ âm thanh khác nhau để nói pháp, hoặc dùng trăm ngàn thứ âm thanh khác nhau để nói pháp, hoặc dùng 84.000 thứ âm thanh nói 84.000 hạnh môn, cho đến hoặc dùng vô lượng trăm ngàn ước na do tha âm thanh khác nhau để thuyết pháp. Trong một thứ âm thanh có thể nói pháp môn khác nhau, âm thanh khác nhau, pháp môn khác nhau, khiến cho người nghe được pháp âm đó đều sinh tâm đại hoan hỷ. Âm thanh Như Lai không có sự phân biệt, chỉ nhờ chư Phật nơi pháp giới thâm sâu viên mãn thanh tịnh, hay tùy theo căn cơ chúng sinh thích nghi, chúng sinh tiếp thọ được pháp gì thì nói pháp đó, phát ra đủ thứ tiếng nói đều khiến cho tất cả chúng sinh đều hoan hỷ. Các vị, hiện tại các vị đang nghe trong Kinh Hoa Nghiêm nói Phật thị hiện trăm ngàn thứ âm thanh, vì chúng sinh dễ nói diệu pháp. Chúng ta nên giác ngộ hết thảy tất cả âm thanh trên thế giới đều đang thuyết pháp. Do đó có câu: sơn sắc vô phi quảng trường thiện, kê thành tận thị thanh tịnh âm. Nghĩa là sông núi đều là tướng lưỡi rộng dài, tiếng suối reo đều là âm thanh tịnh. Màu sắc núi sông giống như tướng lưỡi rộng dài dễ nói diệu pháp. Tiếng suối nước chảy đều là tiếng pháp thanh tịnh, khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỷ. Nếu thấu rõ được triết lý này thì tất cả trên thế gian đều đang nói pháp. Người thiện nói pháp thiện với bạn, người ác nói pháp ác với bạn,